Vừa qua tại Hà Nội, Công đoàn Công thương Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Công đoàn Công thương quản lý và chỉ đạo 15 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 124 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành với gần 140.000 đoàn viên. Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng việc làm của đoàn viên, người lao động trong ngành cơ bản được duy trì, thu nhập ổn định, điều kiện lao động và các chế độ chính sách được đảm bảo. Năm qua, Công đoàn Công thương Việt Nam đã tổ chức thành công đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028, đúng theo phương châm, đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Ngay sau đại hội 4, Công đoàn Công thương Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội để đánh giá, rút kinh nghiệm về việc tổ chức thực hiện đại hội tại công đoàn các cấp trong toàn ngành, đồng thời khen thưởng 63 tập thể và 95 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp và đại hội 4 Công đoàn Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Năm 2024, Công đoàn Công thương Việt Nam sẽ tập trung thực hiện tốt vai trò, vị trí là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người lao động, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn được học tập, nâng cao trình độ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, tăng cường công tác xây dựng Đảng, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn để khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn ngành công thương trong thời gian tới.